Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với ô tô Sài Gòn. Mình đang có mặt tại sự kiện Bangkok International Motor Show 2024. Mình cũng có thể là đọc gọn là Bangkok Motor Show để cho các bạn dễ hiểu nha. Và sau lưng mình là gian hàng của VinFast tại Bangkok Motor Show. Chắc chắn rằng mình sẽ đi một vòng sơ sơ bên ngoài để mọi người có thể hình dung được rằng gian hàng tại đây chúng ta sẽ có được trưng bày những chiếc xe gì tại Bangkok Motor Show nha. Với góc nhìn này thì sẽ không có chỉnh chu giống như những video mà mình thường làm ở trên ô tô Sài Gòn đâu. Mong các bạn xem video thông cảm nha. Nhưng mà chất lượng video thì mình đang thực hiện trên Pocket 3, được tài trợ bởi RoboBoss. Một lần nữa cảm ơn RoboBoss đã hỗ trợ thiết bị cho ô tô Sài Gòn thực hiện những cái video rất là đẹp để cho các bạn xem tại sự kiện Bangkok Motor Show. Và ngay bây giờ mình sẽ đi một vòng thật là nhanh tại cái gian hàng VinFast để cho mọi người có thể hiểu rằng ở đây gian hàng như thế nào và được trưng bày những chiếc xe gì. Và mình sẽ đi xa xa để cho các bạn có thể hình dung một lần nữa cái gian hàng này rộng như thế nào. Và ở phía trước gian hàng chúng ta có thể tham quan với những dàn xe như thế nào. Tại đây thì chúng ta sẽ có một cái khung giờ ra mắt báo chí của Thái Lan. Và hiện tại thì những chiếc xe được trưng bày đây thì chưa có ra mắt một cách gọi là rầm rã đâu. Thì hiện tại hôm nay là ngày VIP, một ngày dành cho anh em báo chí có thể tham quan trước. Và trước mắt đây chúng ta sẽ thấy là hầu hết những cái tất cả những cái giải sản phẩm của VinFast đã được trưng bày đầy đủ ở trên đây rồi. Và đập vào mắt mình ở ngay đây chúng ta sẽ có một chiếc xe rất là đẹp đến từ nhà VinFast, đó là VinFast VF3 với hai cụ mẫu người Thái Lan cũng rất là xinh. Chiếc xe nhỏ nhắn với những người mẫu hết sức là đẹp để giúp cho tôn vinh chiếc xe cũng hết sức là lý thú khi mà nhìn ở góc độ này. Mình sẽ không làm chi tiết đâu, tại vì những cái chiếc xe này ở Việt Nam mình đã làm rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở gian hàng mà thôi. Chúng ta sẽ đi một vòng từ bên trái qua bên phải nha. Và kế đến thì chúng ta sẽ có VinFast VF7, một trong những chiếc xe chuẩn bị bàn giao đến người dùng ở Việt Nam. Và tất cả những chiếc xe ở đây đều có mua đồ đứng để cho mọi người thấy chiêm ngưỡng xe, nhìn người đẹp cùng với chiếc xe như thế nào. Rồi kế đến là chúng ta sẽ đi qua bên trái này thì sẽ thấy được VinFast VF6. Một vài anh em đã nhận xe và đã đi xuyên Việt rồi. VinFast VF6 là một trong những chiếc xe có mức giá hết sức hấp dẫn và phù hợp với túi tiền người Việt muốn một chiếc xe sẽ sang trọng hơn khi mà sở hữu VinFast VF6. Tiến về bên sâu bên trong thì chúng ta sẽ có VinFast VF8. Mình sẽ đi lướt qua thôi. Và đây là người mẫu đứng kế VinFast VF8 hết sức là đẹp. Những người mẫu ở Thái Lan đều rất xinh, tươi và dễ thương. Đứng cạnh một chiếc xe cũng vô cùng đẹp mắt. Bên hông xe thì chúng ta sẽ có một dãy sản phẩm xe điện, xe máy điện Tian nè. Chúng ta sẽ có Clara S. Và chúng ta sẽ có Philip cùng với chiếc xe của mình đang sử dụng hàng ngày, đó là VinFast Evo 200. Dạ, sản phẩm xe điện VinFast hết sức là đẹp mắt. Rồi đi cạnh qua bên hông đây thì chúng ta sẽ có VinFast VF9 màu trắng hết sức là đẹp. Một chiếc xe rất là bệ vệ, khi mà đứng ở góc nhìn này mọi người sẽ thấy chiếc xe nó to lớn cùng với người mẫu, thì các bạn thấy chiếc xe nó to cỡ nào, hết sức là đã nha. Mọi người cũng đang chuẩn bị setup rồi chăm chút chiếc xe để chuẩn bị đón một lượng khách rất là lớn đổ xô về Bangkok Motor Show để xem những chiếc xe đến từ Việt Nam. Phía sau đây chúng ta có một cái gian hàng cà phê. Wow. Khi mà xem xe xong mệt rồi thì chúng ta cũng có thể đến đây rồi nhâm nhi một ly cà phê, order ở quầy. Chắc chắn là mình sẽ order thử một ly cà phê của quầy VinFast để xem thế nào. Nhưng mà hiện giờ thì nó chưa đi vào hoạt động lắm đâu, thành ra là chúng ta sẽ đi lướt qua để xem bên hông này chúng ta sẽ còn có những cái siêu phẩm gì nữa. Khi mình đi một vòng thì các bạn có thấy cái gian hàng của VinFast nó nằm tọa lạc ở chính giữa cái khu này, chung quanh cũng có rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng. Rồi đi sâu bên hông này thì chúng ta có thêm VinFast VF-Y. Tí xíu mình sẽ làm chi tiết chiếc xe này để cho các bạn xem. Hiện tại thì media của Thái Lan và một số suộc cinematic cũng được đang thực hiện. Chính vì vậy nên mình sẽ không làm cản trở anh em. Bây giờ mình sẽ đi đến VinFast VF5. Đấy, mọi người cũng đang tác nghiệp rất là nhiều cùng với những người mẫu xinh đẹp tại đây.
VinFast VF5 là một trong những chiếc xe hết sức kinh tế. Mọi người có thể sở hữu chiếc xe để đi lại hàng ngày, cũng có thể sử dụng chiếc xe cho mục đích kinh doanh cũng được. VinFast VF4 là một trong những chiếc xe ra mắt cũng khá lâu, mọi người cũng đã trải nghiệm rất là nhiều rồi. Nhìn chung thì ở đây chúng ta sẽ có một bộ mâm rất là đẹp nha. Một mâm màu đen, nhìn có cái sự khác biệt rất là nhiều so với những cái chiếc xe mà các bạn sẽ bắt gặp ở trên đường. Nó làm cho chiếc xe bên hông nó cá tính và nó đẹp hơn rất nhiều. Nếu mà đứng dưới bên hông của VinFast VF4, xin lỗi mọi người, VinFast VF30. Đó là một vòng nhanh để cho mọi người có thể hình dung được gian hàng VinFast như thế nào. Bây giờ mình sẽ lén lén nha, zoom xa ra tí xíu để cho mọi người có thể ngắm nhìn trước một tí xíu về VinFast về ngoài. Chắc chắn là mình sẽ đi bên hông này đi, mọi người sẽ dễ hình dung nhiều hơn. Khi mà mọi người xem video không biết như thế nào, nhưng mà mình đứng đây tác nghiệp với chiếc xe thế này thì khi mà mình nhìn trực tiếp nó rất là đã. Đã như thế nào? Vì chiếc xe được chăm chút nè. Ngoài ra thì đứng ở góc cạnh nào chúng ta cũng thấy nó rất là đẹp mắt. Và đây là một trong những cái thiết kế sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể có một chiếc xe mang cái tính hoang dã như thế này. Nếu mà mọi người hỏi đâu là cái chi tiết mình thích nhất ở trên chiếc xe thì theo như mình nghĩ là góc cạnh nào cũng làm cho mình rất là thích thú khi mà đứng nhìn một chiếc xe. Đầu xe với hình cánh chim rất là đẹp mắt và phát sáng luôn. Bên hông xe với bộ mâm hết sức là to, hết sức là đã. Còn ở phía sau xe thì chúng ta sẽ có được thêm những bộ đèn hết sức là đẹp mắt. Và chiếc xe được thiết kế theo phong cách là cabin đơn, chính vì vậy nên bên trong xe nó hết sức là rộng rãi vô cùng. Và chúng ta sẽ có một cái sàn hết sức là phẳng và rộng rãi, có thể để được rất nhiều đồ. Và mình không biết rằng cái ghế nó có thể gập hoặc là ngã được như thế nào hay không. Tí xíu mình sẽ đứng cận cảnh nhiều hơn, vì đây là một chiếc xe concept thôi, nhưng mà chúng ta không được trải nghiệm nhiều đâu. Mình sẽ cố gắng ghi lại được những cái thước phim đầy đủ nhất về VinFast VF1 đang trưng bày tại Bangkok Motor Show. Và trước đây thì VinFast đã làm nên rất là nhiều những chiếc xe concept của họ. Hầu như là một chiếc xe concept được trưng bày như thế nào thì những cái sản phẩm của họ hầu như đã ra mắt nó sẽ hoàn thiện, nó mang tính chất tương tự như vậy, không có quá nhiều sự thay đổi. Và hy vọng rằng VinFast VF1 là một trong những sản phẩm cũng như vậy. Khi mà một chiếc xe trưng bày quá đẹp như thế này rồi thì mình mong rằng những chiếc xe đưa vào thương mại nó sẽ đẹp mắt như thế này hoặc sẽ là đẹp mắt hơn nữa. Và điều ấn tượng khi mà mình thấy là ở trên gương nó sử dụng camera để thay thế cho bộ gương kính chiếu hậu, thì mình hy vọng rằng ở trong tương lai cái option này sẽ vẫn giữ như thế này. Và khi mà mình sử dụng và làm quen như thế nào chắc chắn mọi người sẽ biết khi mà sử dụng thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có ghế để cho anh em media đến tham quan chiêm ngưỡng sản phẩm. Cái hay ở Bangkok Motor Show mình thấy là những chiếc xe mà họ mang đến họ trưng bày, họ không có giấu giếm hay là họ không có làm cho chiếc xe nó quá gọi là kín đáo đâu. Mọi thứ đều trưng bày, phơi bày cái đó, tôi có gì tôi sẽ trưng bày cái đó. Và điều đó nó giúp cho mọi người sẽ lý thú hơn khi mà xem trên video. Và khi xem video lý thú rồi họ mới có mong muốn đi đến sản phẩm, đi đến những cái gian hàng trưng bày để xem, tận mắt xem những cái chiếc xe mà họ yêu thích. Và VinFast VF1 là một trong những cái sản phẩm tương tự như vậy. Ngày mốt là một trong những cái ngày sắp tới nó sẽ bóp đích cho mọi người có thể tham quan. Hiện tại thì mọi người đang set up, đang lao một cách chỉnh chu nhất để cho có một sản phẩm đẹp nhất. Thì mọi thứ cũng được trưng bày ở trên sân khấu để cho mọi người có thể xem ngưỡng. Nó rất là đẹp. Một video nhanh vòng vòng về gian hàng VinFast để cho mọi người có thể xem nhanh tổng thể gian hàng như thế nào. Chắc chắn rằng những video tương tự về VinFast VF1 mình cố gắng quay một cách chi tiết nhất cho mọi người có thể hình dung và xem trước VinFast VF1 ở ngoài đời như thế nào. Và thật sự mà nói, một câu muốn nói để cho mọi người có thể kết video đó là khi mà mình đứng ở thực tế ở ngoài đây và mình ngắm một chiếc xe, nó rất là khác biệt so với những chiếc xe mình quay video trên hình. Và với góc nhìn này thì mình mong muốn rằng mình sẽ thể hiện một cách chân thật nhất
với chiếc xe để cho mọi người có thể xem video ở nhà mà cũng có thể xem những chiếc xe tương tự giống như mình đến sản phẩm và đến triển lãm như thế này. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Đừng quên subscribe Auto Sài Gòn để tiếp tục đón nhận những video sắp tới, một loạt những cái video tại sự kiện Bangkok Motor Show nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn và đừng quên subscribe kênh YouTube Auto Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.